Thưa quý vị, giá vàng thế giới phiên ngày 23 tháng 10 dừng tăng sau khi áp sát ngưỡng 2.000 đô la Mỹ một ao phiên cuối tuần trước do các nhà giao dịch chờ thêm các diễn biến tại Trung Đông và số liệu kinh tế của Mỹ. Giá vàng giao giảm ngay 0,3% xuống còn 1.976,19 đô la Mỹ một ao. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,3% xuống còn mức 1.987,8 đô la Mỹ một ao. Nhu cầu đối với các tài sản an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và bất ổn tại Trung Đông sẽ tiếp tục kéo giá vàng lên và giá vàng thì tăng khoảng 9% trong hai tuần qua khi mà các nhà đầu tư thận trọng trước nguy cơ xung đột Israel và Hamas lan rộng hơn. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ hai, tức là ngày 23 tháng 10. À, dù là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ thì quay đầu giảm. Chỉ số Dow Jones giảm 190,87 điểm có nghĩa là tương đương giảm 0,58%, còn 32.936,41 điểm. Chỉ số S&P 500 thì giảm 0,17%, còn mức là 4.217,04 điểm. Riêng chỉ số Nasdaq thì chốt phiên trong trạng thái tăng đạt 13.018,33 điểm. Lúc đóng cửa thì giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm còn 1,89 đô la Mỹ một thùng, có nghĩa là tương đương 2,05%, còn 90,27 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu WTI giao ngay tại New York giảm 2,11 đô la Mỹ một thùng, có nghĩa là tương đương giảm 2,4%, còn 85,97 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu đã tăng mạnh trong 2 tuần qua kể từ khi xung đột bùng nổ ở giải Gaza. Theo dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho thấy là đồng yên mất giá sẽ khiến cho tổng sản phẩm quốc nội GDP danh nghĩa tính theo đô la Mỹ năm 2023 của Nhật Bản sụt giảm. Trong giai đoạn năm 2026 đến năm 2028, kinh tế Nhật Bản được dự báo sẽ tiếp tục rơi xuống vị trí thứ năm thế giới. Theo ước tính của IMF thì GDP danh nghĩa của Nhật Bản sẽ đạt khoảng 4.230 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023, giảm 0,2% so với năm trước. Trong khi GDP của Đức thì sẽ đạt là 4.430 tỷ đô la Mỹ, có nghĩa là tăng 8,4%. Chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ thì ngày càng tăng khiến cho đồng yên ngày càng sụt giảm mạnh, trong khi tỷ giá đồng euro so với đồng đô la Mỹ thì không thay đổi nhiều. Thưa quý vị, nền kinh tế Hàn Quốc có khả năng sẽ mất tốc độ tăng trưởng tiềm năng nhanh chóng, có thể giảm xuống dưới 2% lần đầu tiên trong lịch sử trong năm nay và thậm chí còn đáng quan ngại hơn vào năm tới. Ngày 23 tháng 10, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK đề cập triển vọng ảm đạm như vậy có nghĩa là quỹ đạo đi xuống của tốc độ tăng trưởng tiềm năng của nước này sẽ tiếp tục trong ít nhất là 12 năm sau khi đạt được mức là 3,5% vào năm 2013. Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Hàn Quốc là 1,5% cho năm 2023 và 2,1% vào năm 2024, so với triển vọng của BOK là 1,4% cho năm 2023 và 2,2% cho năm 2024. OECD thì ước tính tốc độ tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc sẽ là 1,9% vào năm 2023 và 1,7% vào năm 2024. Hàn Quốc thì đang phải đối diện với tình trạng là dân số giảm nhanh trong bối cảnh tỷ lệ sinh thấp nhất trên thế giới. Thưa quý vị, làn sóng sa thải nhân viên của các ngân hàng lớn tại Mỹ đã làm dấy lên nhiều lo ngại về tình hình ổn định của nền kinh tế nước này. Kế hoạch cải tổ cơ cấu doanh nghiệp và cắt giảm nhân sự liệu là dấu hiệu của sự suy thoái về mặt kinh tế hay là một sự chọn lọc để giữ lại nhân sự chất lượng cao và cải thiện hiệu quả hoạt động. Wells Fargo, Goldman Sachs và Citigroup, ba trong số những ngân hàng lớn nhất của Mỹ, là những doanh nghiệp bị gọi tên trong làn sóng âm thầm cắt giảm lao động với số lượng lớn trong những năm gần đây. Dự báo cho thấy nhiều khoản vay của các doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ bắt đầu trở nên tồi tệ trong năm tới. Khi đó, các ngân hàng sẽ phải kiểm soát những chi phí tổn thất, và một trong những cách thức chính là cắt giảm việc làm. Theo báo cáo dữ liệu của các ngân hàng, dưới tác động của tình trạng lãi suất cao trong hoạt động kinh doanh thế chấp, chi phí vay vốn và giao dịch ở phố Wall, năm ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đã cắt giảm tổng cộng 20.000 vị trí việc làm trong năm nay làn sóng tuyển dụng giảm dần sau các đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nhằm hạ nhiệt nền kinh tế tăng trưởng quá nóng, khiến các ngân hàng cảm thấy thừa nhân lực khi môi trường kinh doanh không mấy khả quan. Cụ thể, hai ngân hàng lớn Wells Fargo và Goldman Sachs đã cắt giảm khoảng 5% lực lượng lao động của mình trong năm nay. Đối với Wells Fargo, động thái này diễn ra sau khi ngân hàng tuyên bố chiến lược chuyển hướng khỏi hoạt động cho vay thế chấp hồi tháng 1. Dự báo ngân hàng này sẽ cắt giảm thêm nhiều nhân sự trong thời gian tới. Tương tự như Wells Fargo, số lượng nhân viên tại Goldman Sachs vẫn đang tụt giảm do Goldman Sachs đã ngừng hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng. Số lượng nhân viên làm việc tại Bank of America cũng giảm 1,9% trong năm nay, bất chấp việc ngân hàng đã thuê thêm 12.000 nhân viên mới. Nguồn nhân lực của Citigroup ở mức ổn định với 240.000 nhân viên, song đã có 7.000 công việc bị cắt giảm. Các ngân hàng đang phải tính đến nhiều rủi ro tín dụng và khả năng đầu tư ở các ngân hàng gần như rất thấp vì các mối quan ngại về tín dụng cũng như tình hình kinh tế dự báo sẽ xấu đi trong năm tới. Kế hoạch mới nhất nhằm cải tổ cơ cấu doanh nghiệp cũng như cải thiện doanh thu từ các hoạt động bán lẻ ở nước ngoài của các ngân hàng sẽ có thể bao gồm việc cắt giảm nhân sự trong các quý tới, các ngân hàng đều phải cắt giảm do triển vọng tăng trưởng trong năm 2024 là không chắc chắn. Đồng thời cũng có chuyên gia cho rằng tình trạng nhảy việc trong ngành tài chính chậm lại đáng kể so với các năm trước khiến ngân hàng có nhiều nhân viên hơn dự kiến. Sự thật là chúng ta đã có những cuộc sa thải khổng lồ và tôi nghĩ rằng các ngân hàng sẽ có xu hướng chọn lọc hơn trong nhân sự. Trước nguy cơ vỡ nợ ngày càng tăng đối với các khoản vay doanh nghiệp và tiêu dùng, phía ngân hàng sẽ sẵn sàng mạnh tay cắt giảm nhân sự hơn vào năm tới. Tuy nhiên, dù nguyên nhân là gì, việc ngành tài chính sa thải nhân viên có thể gây áp lực lên thị trường lao động Mỹ. Song đây cũng là một cơ hội để các ngân hàng thanh lọc và giữ lại những nhân sự chất lượng cao, tinh giản cho bộ máy của mình, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.